Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ truyện Tuyệt Thế Đường Môn Đấu La Đại Lục phần 2 của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Chắc hẳn nhiều anh em khi đọc bộ truyện này đến đoạn Hoắc Phú Hạo gặp Vương Thu Nhi thì đều sẽ có thắc mắc về sự tồn tại của nhân vật này lắm nhỉ. Hôm nay mình sẽ nói về nguồn gốc của nhân vật Vương Thu Nhi và cùng một số chuyện liên quan đến nhân vật này nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về nguồn gốc và tiểu sử cũng như cuộc đời của Vương Thu Nhi này nhé. Vương Thu Nhi bản thể là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim ngê vạn năm ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Lần đầu tiên gặp Vũ Hạo khi bản thể còn là hồn thú, trong lúc săn hồn thú khác để ăn não thì bị huyền não bắt lại. Huyền não đã để cho Vũ Hạo dùng con mắt thứ ba trên trán của cậu chạm vào con mắt thứ ba trên trán của thụy thú. Từ đó mà thụy thú và Vũ Hạo đã nhận được trí nhớ của lẫn nhau. Cũng nhờ lần đó mà sinh linh chi nhãn của Vũ Hạo đã tiến hóa thành vận mệnh chi nhãn, tiếp dẫn được vận mệnh trên đấu la đại lục. Bản thân trí nhớ của thụy thú thì chỉ đơn giản là cuộc sống tẻ nhạt bên trong tinh đấu đại xâm lâm, nên sau khi có được trí nhớ của Vũ Hạo đã động lòng trước cảnh cuộc sống sinh động của nhân loại. Thụy thú đã quyết định hóa thân thành nhân loại đi trải nghiệm cuộc sống của nhân loại. Khi đó thụy thú đã mô phỏng hình ảnh của quang minh lữ thần trong trí nhớ của Hoắc Vũ Hạo để tạo hình cho mình, đồng thời mô phỏng huyết mạch theo huyết mạch của hoàng kim thánh long. Và vô tình lúc này thì cô cũng mang theo một tia thần thức của Vương Đông Nhi mà không hề hay biết. Ngày đầu tiên khi trở về từ Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện thì Vũ Hạo đã chạm mặt với Vương Thu Nhi ở ngay cửa sử Lách Khắc Thành. Vẻ ngoài của cô đã làm cho Vũ Hạo lầm tưởng là tỷ tỷ của Vương Đông. Trong lần đi thu thập hồn hoàn thứ 5 cho Vũ Hạo thì Vương Thu Nhi và Vũ Hạo đã phát hiện ra mình có vũ hồn dung hợp kỹ. Cũng nhờ vũ hồn dung hợp kỹ này mà hai người họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Võ hồn dung hợp kỹ này thì mình sẽ nói riêng ở đoạn cuối của clip. Trong lần Vũ Hạo vì Vương Đông Nhi đi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Thái Tương Tư đoạn Trường Hồng thì đã gặp nguy hiểm do dung nạp quá nhiều thiên địa nguyên lực thuộc tính băng, nên muốn lấy máu để nhỏ lên Tương Tư đoạn Trường Hồng, cậu đã phải uống nước ở bên thuộc tính hỏa. Từ đó mà trọng thương, Thu Nhi cũng đã vì cậu mà hái một gốc Tương Tư đoạn Trường Hồng giữ lại tính mạng cho cậu. Ở lần nhiệm vụ giải cứu, Hoắc Vũ Hạo đã gặp nguy hiểm và phải thiêu đốt tinh thần chi hải của mình, thì Vương Thu Nhi cũng đã hiến tế và trở thành hồn hoàn thứ 6 của cậu, đồng thời trao cho cậu đầu bộ hồn cốt cùng với kỹ năng miễn dịch tinh thần công kích, cũng nhờ đó mà cậu thoát khỏi sự nguy hiểm. Sau khi Vương Thu Nhi hiến tế thì sức mạnh cũng như thân thể của cô hòa vào là một với Hoắc Vũ Hạo và một tia thần thức thì trở lại với Vương Đông Nhi. Sau khi Vương Đông Nhi thức tỉnh thì phần trí nhớ đó cũng hòa vào cô. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về vũ hồn dung hợp kỹ của Vương Thu Nhi và Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn dung hợp kỹ này là trong lúc nguy hiểm, trong lần đi phụ hồn hoàn mà hai người họ đã phát hiện ra. Sau đó họ đặt tên cho nó là Vận Mệnh Chi Long Ngâm. Để thi triển vũ hồn dung hợp kỹ này thì cần Hoắc Vũ Hạo phóng thích cả hai vũ hồn là Linh Mâu và Băng Bích Đế. Vương Thu Nhi thì phóng thích vũ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Vũ hồn dung hợp kỹ này thì lấy Vương Thu Nhi làm chủ đạo để thi triển. Vũ hồn dung hợp kỹ sau khi thi triển, phương viên mấy trăm thước vuông biến thành màu vàng, sau đó là một kim sắc thủ nhãn to lớn trôi nổi tại giữa không trung. Lúc này thân thể của Hoắc Vũ Hạo giống như tan vỡ thành vô số mảnh màu vàng hướng đến cơ thể của Vương Thu Nhi. Từ đó từng món giáp lộng lẫy bắt đầu xuất hiện trên người của Vương Thu Nhi. Đầu tiên là áo giáp ngực, trên áo giáp ngực có băng hoa văn rực rỡ. Trên trán của Vương Thu Nhi xuất hiện một con mắt nhỏ giống y đúc vận mệnh chi nhãn. Phần giáp phía sau lưng thì in lên một hình xăm có một con bò cạp, chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạp. Lúc này trông Vương Thu Nhi không khác gì một nữ chiến thần. Trong tay cô cầm Hoàng Kim Long Thương, xung quanh cô có những con kim long bay lượn gầm thét. Nhờ vào vũ hồn dung hợp kỹ này mà Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi có thể thắng được Trung Ninh Nhân và chạy thoát được khỏi hắn. Lúc này thì Trung Ninh Nhân đang ở cấp độ hồn đấu la tà hồn sư, còn Vương Thu Nhi thì mới là hồn đế và Hoắc Vũ Hạo còn là hồn vương. Ok, trên đây là một số thông tin về Vương Thu Nhi mà mình biết. Các bạn thấy mình có nói thiếu ở điểm gì hay cần mình nói thêm ở điểm nào thì có thể để lại ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Clip của mình đến đây là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.